Hai Pencil Studio. Hai Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Ngày mai phải quyết tâm hơn. Bắt đầu một ngày mới rồi, mình phải tập thể dục giảm cân thôi. Ai vậy? Hả? Xin lỗi con, cô lỡ tay. Lỡ tay cái gì, ướt hết trơn rồi. Làm phải về nhà thay đồ. Cô kỳ quá à. Bộ đồ mới thay của mình, cái cô hàng xóm này. Cái giường, chỉ có cái giường này là ngồi lên là cảm thấy sung sướng. Chỉ có ngồi trên giường mới thoải mái. Ủa? Nãy giờ em thấy anh ngủ không mà. Tại em không biết chứ. Việc ngủ trong lúc tập yoga là một đỉnh cao đó. Là một đỉnh cao đó. Của em vàng nấu số 1. Đúng mà. Chỉ còn một món nữa. Còn món gì nữa vậy ta? Nè, em vàng có làm hamburger mà anh Đỏ thích nhất á. Anh không ăn đâu. Anh đang giảm cân. Nhưng mà hôm nay em vàng đã nấu rất nhiều đồ ăn mà. Vậy thì nể em vàng, hôm nay nấu quá nhiều đồ ăn nên anh mới ăn đó. Cái này ăn đi. Nghe ăn thôi. Trời ơi, no quá. Ăn có nhiều đâu, có 12 cái bánh hamburger mà nó no. Trời, sao ngủ đây trời. Thẩm mỹ viện dáng thon, chuyên hút mỡ. Mai mình sẽ đi. Không được rồi, béo quá. Mang cô ở đây, cô mỡ. Đừng, đừng mà. Tiến hành thôi. Tại sao giảm cân lại khó đến như vậy? Câu chuyện anh đau mùa ngon, siêng năng cho mỗi ngày luôn. Mình sẽ phải ôm chục, mình sẽ giảm cân thôi. Ôi ôi, giảm cân ta sẽ làm được. Da 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 da.
cố gắng mà nước sốt nước hết. Nên anh đó ta không thể tập được, thôi anh đó ta lại phải đi về. Tập thêm yoga, mình chạy bộ thêm đi nha. Nhưng ôi ngủ quên mất đi lúc nào. Da 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 da. Ồ, hình như đây là nhà của chị Cánh Sen. Đúng như mô tả, nhà của chị Cánh Sen bự quá à. Ước gì mình được ở trong nhà của chị Cánh Sen luôn á. Cánh Sen, em chính là em củ sen của chị nè chị ơi. Một rùi này đích thị là em của chị rồi. Chúng ta mau về nhà thôi chị ơi. Đúng rồi, mình về thôi. Chị em ta như hoa trên lá, như lá trên cành. Nhưng mà sao bao năm gặp lại nè, em nhìn em nè, mập quá đó nha. Chị cũng mập quá nè. Chị em mình mập như nhau. Đúng là ở đây rồi mà. Sao không thấy anh Đỏ đâu hết vậy? Mọi người lại đây. Lại đây. Hình như là anh Đỏ. Trời ơi, đúng là bánh nhà giàu ngon ơi là ngon. Ở đây thật là tuyệt vời. Anh Đỏ, anh về nhà với tụi em đi. Đúng rồi, anh Đỏ về nhà đi anh Đỏ. Anh nào, cái này là em của chị mà. Đúng rồi đó. Đi về. Cho tụi em đi mà. Đi về nhà đi anh Đỏ. Đi. Đi anh Đỏ. Các em đi về nhà đi. Anh không có về lại căn nhà nhỏ xíu ở đâu. Em của chị. Đi về đi. Chị của em. Mọi người đi nhà đi. Đúng rồi đó, đi về đi.